Hai đứa sớm sạch cho nồi cho má cho vui nhà vui cửa nha. Ho, ngăn con tận hưởng khoảnh khắc Frostbite giảm ho, hồng thành thơi, trời thiệt đã. Nghĩ tới cái cảnh nhà có đứa con nít AA, má vui trong bụng lắm. Dạ, tụi con cũng mong lắm. Bây giờ má đã nói cho bà con biết tin vui này nha. Dạ. Thấy má vui vậy, trong bụng em cũng thấy thoải mái lắm. Em làm như là có một mình má vui vậy đó. Ông à, từ hồi hôm tới giờ anh thấy vui lắm. Giống như là bước qua một cuộc đời mới vậy đó. Em cũng thấy vui lắm. Từ bây giờ em với anh mới là vợ chồng thiệt sự. Ông ơi, ông. Ông ông. Có chuyện gì vậy? Chuyện vui dễ sợ luôn. Mới hôm qua tôi còn lo hai đứa nó chưa ăn ở với nhau. Tôi mới vô phòng kiểm tra, thấy trên giường có vết tích rồi. Nè, tôi với ông á lo tính trước đi. Mình đặt tên cho con tụi nó là gì? Nếu con trai á thì mình lót chữ Trọng. Còn con gái á thì mà không, con đầu lòng của thằng Hiếu chắc chắn là con trai. Bà quá, chưa gì hết mà bà nghĩ xa. Cứ để chừng nào con Bông nó cấn bầu rồi đó thì mình tính tới cái chuyện đặt tên cũng được mà. Thì mình phải tính trước chứ, chuyện này là sớm muộn thôi. Tôi tính vậy nè, mình có bao nhiêu mẫu đất á, mình để lại cho thằng Hiếu để vợ chồng nó lo cho con cái. Còn nếu là con trai á, nhà này họ Võ, mình đặt là Trọng Văn, Văn Võ xong toàn. Còn con gái á thì ông thích cháu trai hay cháu gái gì? Trai hay gái gì cũng là cốt chục của mình hết. Nhưng bà cái tính á thì tính cho đồng. Thằng Nghĩa sau này cũng phải lấy vợ sinh con. Không lẽ bà đưa hết cho thằng Hiếu, không để lại gì cho thằng Nghĩa sao? Ông đó, tối ngày cứ sợ thằng Nghĩa nó mất phần không à. Ông nghĩ tôi o ép nó lắm hả? Ông coi đi, chưa gì tôi đã cho nó lên thị xã làm ăn riêng, quán xuyến nguyên cái tiệm đèn ở trển. Ông còn nghĩ quấy tôi đường nào nữa hả? Bà nói tôi mới nhớ, ngày mai tôi phải lên thị xã coi thằng Nghĩa nó làm ăn ra sao. Có gì tôi cũng lo phụ cho nó nữa. Ông đi rồi, công chuyện bên xưởng á, ai lo? Thì tôi lo xong chuyện ở xưởng rồi tôi mới đi. Ừ. Thằng Nghĩa cái tánh của nó hay nhường nhịn, chịu đựng. Cái gì khó khăn nó cũng để trong bụng hết. Cho nên tôi phải chủ động ngó ngàng nó. Ông nói đi thăm con á thì tôi không có cản. Nhưng cái miệng nói đi thăm con thì cái chân phải đi đúng đường, đúng nơi nghe. Nè, chứ bà nghĩ tôi đi đâu vậy? Thì tôi nói vậy thôi. Cái nhà này đang êm ấm, ông thì già đầu hai thứ tóc rồi, đừng có làm rộn chuyện thêm. Cái gì à? Đi. Mới nói động chạm tới con mẹ đất chút xíu à, thái độ vậy đó ha. Em bất ngờ không? Nghe mùi bồ kết nước mũi, anh biết em ra đây gọi đầu mà.
nên anh mới xếp thuyền lá thả vô lưu đúng không? Em thích không? Em thích lắm. Anh ráng lắm mới xếp được ba cái thuyền tạm tạm như vậy. Em thấy đẹp mà. Gia đình thuyền lá. Thuyền ba. Thuyền mẹ. Thuyền con. Tụi mình sẽ là một gia đình thật hạnh phúc. Để anh múc nước gội đầu cho em. Yeah.